Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, vé cạn lộc trời, gặp thời phất mạnh, nghèo khổ mấy cũng trở mình giàu sang. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, có phải trong thời gian vừa qua cô bác đã cảm nhận rằng mọi thứ như đang chống lại mình? Công việc trì trệ, tiền bạc hao hụt, và dù có cố gắng đến đâu, những nỗ lực của cô bác dường như chỉ mang lại sự mệt mỏi và thất vọng. Những tháng ngày u ám ấy có thể khiến cô bác tự hỏi, khi nào cuộc sống của mình mới trở nên dễ thở hơn, khi nào những khó khăn này sẽ qua đi. Nhưng thưa cô bác, đừng vội nản lòng. Dù trong khó khăn có thể khiến chúng ta mệt mỏi, nhưng trời cao luôn có mắt và điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Sự thay đổi lớn sẽ đến với cô bác trong 7 ngày tới, ngay vào tháng 11 âm lịch năm 2024. Một cơ hội đặc biệt, một bí mật lớn sẽ được hé lộ, mở ra con đường thịnh vượng mà cô bác hằng mong đợi. Dù cuộc sống có lúc nghèo khó, dù vất vả đến đâu, cô bác cũng sẽ vượt qua và tìm thấy sự đổi thay. Cơ hội này sẽ không chỉ thay đổi cuộc sống mà còn giúp cô bác thăng hoa, vươn đến đỉnh cao của sự may mắn và tài lộc. Liệu cô bác đã sẵn sàng để đón nhận những điều kỳ diệu sắp tới? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết về vận may sắp đến, những bước đi cần thiết để đón nhận phúc lộc dồi dào này, để cuộc đời cô bác sẽ bước sang một trang mới đầy tươi sáng và hạnh phúc. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, với bản tính mạnh mẽ, kiên cường và đầy tự tin, luôn là những người nổi bật trong mọi lĩnh vực họ tham gia. Những đặc điểm tính cách của họ không chỉ thể hiện qua hành động mà còn thông qua cách họ đối diện với cuộc sống, với mọi thử thách, khó khăn. Đầu tiên, người tuổi Nhâm Dần sở hữu một tinh thần dũng cảm và quyết đoán đáng ngưỡng mộ. Họ không bao giờ ngần ngại đối mặt với thử thách, dù khó khăn hay gian nan, và luôn kiên định tiến về phía trước. Những quyết định trong cuộc sống đối với họ luôn được đưa ra nhanh chóng và dứt khoát. Mặc dù đôi khi có thể thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng chính sự quyết đoán ấy đã giúp họ vượt qua rất nhiều trở ngại trong cuộc sống. Họ tin rằng, đôi khi, chỉ cần hành động mạnh mẽ và kiên trì, mọi thứ sẽ được giải quyết. Ngoài dũng cảm, người tuổi Nhâm Dần còn sở hữu một trí tuệ sắc bén và sự sáng tạo vượt trội. Họ nhanh nhạy trong việc nhận diện vấn đề và tìm ra giải pháp tối ưu. Không chỉ trong công việc, họ còn có khả năng nhìn nhận và cải tiến mọi thứ xung quanh một cách sáng tạo, mang đến những ý tưởng mới mẻ và cải tiến hữu ích cho cả cộng đồng. Sự thông minh, sáng tạo của họ là yếu tố giúp họ đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đặc điểm nổi bật của người tuổi Nhâm Dần là tính độc lập. Họ không thích sự phụ thuộc vào ai và luôn mong muốn tự mình đạt được thành công. Với khả năng làm việc độc lập, họ luôn tự tin vào khả năng của bản thân và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình. Tuy nhiên, sự tự lập này đôi khi khiến họ trở nên cứng đầu, không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác, cho dù đôi khi họ rất cần những lời khuyên hoặc sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Người tuổi Nhâm Dần cũng nổi bật bởi nhiệt huyết và đam mê vô tận trong công việc và cuộc sống. Họ luôn dành hết tâm huyết vào mọi việc mình làm, không ngừng học hỏi, cải tiến và cống hiến hết mình cho những mục tiêu mà họ đặt ra. Chính sự nhiệt huyết này giúp họ luôn duy trì được sự động lực và đạt được những thành công vượt trội trong mọi lĩnh vực. Tính thẳng thắn là một đặc điểm không thể không nhắc đến khi nói về người tuổi Nhâm Dần. Họ luôn bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng và trung thực,
dù điều này có thể khiến người khác đôi khi cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, sự thẳng thắn của họ khiến họ dễ gần và dễ hiểu, bởi họ luôn nói ra những gì họ nghĩ và không che giấu cảm xúc hay ý kiến. Dù có thể nóng nảy và thiếu kiên nhẫn trong một số tình huống, sự chân thành và thật thà của họ là điều mà nhiều người quý trọng. Cuối cùng, người tuổi Nhâm Dần luôn sở hữu tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ. Với khả năng tư duy sắc bén và khả năng dẫn dắt người khác, họ dễ dàng trở thành những nhà lãnh đạo tài ba. Họ có tầm nhìn xa và khả năng xây dựng những kế hoạch lớn, giúp tập thể đạt được mục tiêu chung. Chính bản lĩnh và sự quyết đoán đã giúp họ dẫn dắt người khác đến thành công, tạo ra những thay đổi tích cực và xây dựng những giá trị bền vững. Nhìn chung, người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là những người mạnh mẽ, đầy nghị lực và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách trong cuộc sống. Trong những ngày sắp tới, vào tháng 11 âm lịch 2024, họ sẽ gặp những cơ hội tuyệt vời để thay đổi vận mệnh. Những khó khăn trước đây sẽ dần được bù đắp bằng may mắn và tài lộc dồi dào, giúp họ đạt được những ước mơ, khát vọng mà họ đã theo đuổi bấy lâu nay. Cơ hội để thành công đang đến gần, và chính sự kiên trì, quyết tâm trong thời gian qua sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Dần sẽ phải đối mặt với một loạt thử thách trong công việc. Điều này đặc biệt rõ rệt do cục diện tương xung. Những sai sót và trở ngại có thể khiến công việc của bạn không được thuận lợi như mong đợi, dù bạn đã có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội để bạn nhìn nhận lại bản thân, học hỏi và trưởng thành. Cục diện tương xung không phải là một dấu hiệu tích cực, nhưng nó lại là dịp để bạn đối diện với những vấn đề và thử thách trong công việc. Bạn có thể gặp phải những sai lầm không thể tránh khỏi. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và lo âu. Nhưng hãy nhớ, không phải mọi sai sót đều mang lại hậu quả nghiêm trọng. Điều quan trọng là bạn biết nhận lỗi và sẵn sàng khắc phục, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác. Những người thành công trong công việc không phải là những người chưa bao giờ sai, mà là những người biết học từ sai lầm của mình, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Khi bạn đối diện một cách thẳng thắn với những sai sót của mình, bạn sẽ chứng minh được bản lĩnh và trách nhiệm của bản thân trong công việc. Trong công việc, khả năng làm việc nhóm rất quan trọng, đặc biệt khi bạn phải làm việc với những đồng nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, trong thời gian này, nếu bạn không chú ý đến cảm xúc và mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn rất dễ bị cuốn vào những cuộc tranh cãi và xung đột. Sự nóng nảy, cứng đầu và thiếu linh hoạt có thể tạo khoảng cách giữa bạn và những người xung quanh. Hãy nhớ rằng công việc không phải là sự tranh luận về ai đúng, ai sai, mà là sự phối hợp và chia sẻ để đi đến mục tiêu chung. Nếu bạn là người có xu hướng bảo vệ quan điểm của mình quá mức, đôi khi điều này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ với đồng nghiệp. Hãy lắng nghe, học hỏi và tìm cách xây dựng mối quan hệ hài hòa. Điều này sẽ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Đối với những ai là lãnh đạo, 7 ngày tới cũng sẽ không thiếu thử thách. Mặc dù bạn nhận được sự kính trọng từ nhân viên, nhưng nếu không chú ý đến đời sống tinh thần của họ, bạn có thể tạo ra cảm giác xa cách, khiến cấp dưới cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với bạn. Để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, bạn cần phải tạo ra một không khí thân thiện và cởi mở. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên đi những cảm xúc của nhân viên. Việc giao nhiệm vụ đúng người cũng rất quan trọng. Đừng quá độc đoán hay chủ quan khi phân công công việc, bởi điều này có thể khiến đội ngũ làm việc không hiệu quả và tạo ra xung đột trong công ty. Thêm vào đó, nguyệt lệnh lâm suy cũng mang đến nhiều thử thách. Những công việc mà trước đây tiến triển tốt có thể gặp phải trở ngại lớn. Trong những tình huống này, bạn cần phải duy trì sự bình tĩnh và tinh tế trong cách giải quyết vấn đề. Thay vì đối đầu trực tiếp, bạn nên tìm cách hòa giải, thảo luận và tìm ra giải pháp hợp lý cho mọi bên. Thái độ khéo léo, sáng suốt sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn này. Nhưng không phải tất cả là khó khăn, sao giải thần chiếu mệnh sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp và mang lại cơ hội mới. Bạn có thể gặp gỡ những người có khả năng giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, hoặc ít nhất là tạo ra những cơ hội để bạn cải thiện tình hình công việc. Để tận dụng cơ hội này,
Bạn cần giữ vững lòng trung thực và không bị cuốn vào những âm mưu hay hành động tiêu cực, bởi chỉ có sự chân thành và cố gắng không ngừng mới giúp bạn đạt được thành công. Về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần, sinh 1962, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện tài lộc, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Dần có thể gặp phải nhiều thách thức, đặc biệt trong việc quản lý tài chính. Cục diện tương xung báo hiệu rằng bạn cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định tài chính, đặc biệt là trong các khoản đầu tư hay giao dịch quan trọng. Đây không phải là thời điểm tốt để bạn mạo hiểm, và việc vội vàng đưa ra quyết định có thể dẫn đến những hậu quả tài chính không mong muốn. Trong giai đoạn này, sự thiếu kiên nhẫn và quyết đoán có thể khiến bạn dễ dàng bị cuốn vào những quyết định sai lầm. Bạn có thể bị lôi kéo vào các dự án không rõ ràng hay bị đối thủ lợi dụng để rơi vào các bẫy tài chính. Vì vậy, bạn cần phải kiên nhẫn và cẩn trọng, không nên vội vàng đầu tư vào những cơ hội chưa rõ ràng hoặc không có thông tin đầy đủ. Nếu bạn đang có ý định tham gia vào một dự án đầu tư hay kinh doanh mới, hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Đừng để những lời dụ dỗ hay sự hấp dẫn của lợi nhuận nhanh chóng khiến bạn mất đi sự sáng suốt trong quyết định của mình. Ngoài ra, cục diện tương xung cũng cảnh báo về các mối quan hệ xã hội. Trong thời gian này, bạn cần chú ý đến việc lựa chọn bạn bè và đối tác hợp tác. Những mối quan hệ không rõ ràng hoặc những người có động cơ không chính đáng có thể khiến bạn gặp phải những chi phí không mong muốn hoặc thậm chí là gây thiệt hại về tài chính. Hãy thận trọng trong việc kết bạn hoặc hợp tác với những người chưa thực sự đáng tin cậy, đặc biệt trong môi trường công sở hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè. Lòng tốt của bạn có thể bị lợi dụng và điều này sẽ khiến bạn gặp phải những tổn thất tài chính không đáng có. Trong quản lý tài chính, bạn cũng cần phải chú ý đến việc kiểm soát chi tiêu. Mặc dù bạn có thể có một nguồn thu nhập ổn định, nhưng nếu không biết kiểm soát chi tiêu, bạn có thể gặp phải tình trạng hao tài, thậm chí là thiếu hụt tài chính. Sự tiêu xài phóng khoáng vào những nhu cầu không thiết yếu có thể khiến bạn lâm vào tình trạng khó khăn. Do đó, việc lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tập trung vào những khoản chi thiết yếu và tránh xa các khoản đầu tư không có giá trị lâu dài là rất quan trọng trong giai đoạn này. Hãy cắt giảm những chi phí không cần thiết và chỉ đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng sinh lời thực sự. Một yếu tố khác cũng góp phần gây hao tài trong thời gian này là sức khỏe. Nếu bạn không giữ gìn sức khỏe tốt, các vấn đề về thể chất có thể phát sinh, dẫn đến chi phí y tế không mong muốn. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và tránh xa các thói quen có hại cho sức khỏe. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, đừng bỏ qua mà hãy đi khám để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chi phí y tế có thể là một yếu tố không lường trước được, nhưng nếu bạn chăm sóc sức khỏe của mình tốt, có thể hạn chế được những rủi ro tài chính này. Tóm lại, trong 7 ngày tới, người tuổi Nhâm Dần cần phải cẩn trọng và kiên nhẫn trong việc quản lý tài chính. Đây là thời điểm không thích hợp để mạo hiểm và bạn cần phải làm chủ các quyết định tài chính của mình. Hãy chú ý đến các mối quan hệ và chi tiêu, đồng thời chăm sóc sức khỏe để tránh những chi phí bất ngờ. Về phương diện sức khỏe, trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch 2024, tử vi cho thấy người tuổi Nhâm Dần sẽ đối mặt với một giai đoạn sức khỏe không mấy thuận lợi, đặc biệt là về mặt tinh thần. Thể chất có thể không được tốt, khi một số vấn đề sức khỏe mãn tính có thể tái phát, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Những cơn đau đầu, sự uể oải hay cảm giác thiếu sức sống sẽ là những dấu hiệu bạn cần chú ý. Tình trạng này không chỉ làm giảm khả năng làm việc mà còn khiến tinh thần bạn trở nên nặng nề, khó tập trung vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Nguyên nhân chính của tình trạng này là sự tác động của nguyệt lệnh lâm suy, khiến sức khỏe và tinh thần của bạn bị ảnh hưởng sâu sắc. Sự lo âu kéo dài có thể khiến bạn cảm thấy bất an, từ đó dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Những căng thẳng này có thể làm giảm khả năng phục hồi sức khỏe và khiến bạn khó tìm thấy sự thư giãn trong tâm hồn. Bạn sẽ cần phải thay đổi thái độ sống để cải thiện tình hình. Lúc này, việc duy trì một tâm thái lạc quan là cực kỳ quan trọng. Đừng để những lo lắng, âu lo chi phối cuộc sống của mình. Hãy nhìn nhận mọi vấn đề theo một hướng tích cực hơn và cố gắng để những suy nghĩ đó không làm giảm khả năng phục hồi và giữ gìn sức khỏe của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe.
Những bài tập thể dục nhẹ như đi bộ, yoga hay các bài tập thở sâu có thể giúp bạn giảm căng thẳng và tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, việc dành thời gian cho thiên nhiên, đi dạo trong công viên, hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể và tinh thần được thư giãn. Hãy cố gắng tìm cho mình những khoảng thời gian yên tĩnh để tĩnh tâm, tránh xa những lo toan của cuộc sống thường nhật. Tâm trạng lạc quan sẽ giúp bạn hồi phục sức khỏe nhanh chóng, giúp bạn cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn trong giai đoạn này. Về phương diện tình duyên và gia đạo. Về phương diện tình duyên và gia đạo, trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Dần sẽ gặp phải một số thử thách trong các mối quan hệ cá nhân. Tử vi chỉ ra rằng sự thiếu linh hoạt và tính bướng bỉnh có thể sẽ gây ra những khó khăn trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là với người khác giới. Thái độ cứng nhắc, thiếu sự hòa nhã và không chịu nhượng bộ trong giao tiếp có thể khiến bạn trở nên khó gần và dễ gây ấn tượng xấu với những người xung quanh. Đặc biệt, nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ mới hoặc muốn phát triển một mối quan hệ hiện tại, bạn cần phải thay đổi cách tiếp cận và cải thiện giao tiếp. Một trong những yếu tố quan trọng mà bạn cần cải thiện trong thời gian này là việc kiềm chế tính nóng nảy và thái độ bướng bỉnh. Trong các tình huống xã hội, đôi khi bạn cần học cách lắng nghe, hiểu và tôn trọng ý kiến của người khác thay vì cố chấp giữ vững quan điểm của mình. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn, đồng thời cũng tạo cơ hội cho những người xung quanh cảm thấy thoải mái và dễ gần hơn với bạn. Đối với những người đã lập gia đình, tình duyên trong giai đoạn này cũng không mấy thuận lợi, phần lớn là do những căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng. Cục diện tương xung có thể khiến bạn và người bạn đời dễ xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm. Vì vậy, bạn cần phải quan tâm nhiều hơn đến người bạn đời của mình, đặc biệt là trong việc giao tiếp và chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ. Những cuộc trò chuyện thẳng thắn và chân thành sẽ giúp bạn giải quyết những bất đồng và duy trì sự hòa hợp trong gia đình. Đừng để những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ, tạo thành những rạn nứt không thể hàn gắn. Hãy nhớ rằng gia đình là nền tảng vững chắc nhất của cuộc sống và việc bảo vệ nó là điều vô cùng quan trọng. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý đến những mối quan hệ ngoài gia đình. Việc tìm kiếm sự an ủi từ người khác giới có thể tạo ra hiểu lầm và ảnh hưởng đến lòng tin trong mối quan hệ vợ chồng. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với một số điều trong gia đình, hãy cùng người bạn đời trao đổi và thấu hiểu nhau, thay vì tìm niềm vui ở những nơi khác. Sự sẻ chia và tôn trọng sẽ giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng và học cách xử lý mọi vấn đề một cách điềm tĩnh, vì chính những nỗ lực này sẽ giúp bạn xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc và bền vững. Quý khán giả thân mến, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 là một thời điểm đầy hứa hẹn đối với người tuổi Nhâm Dần. Với những cơ hội lớn trong công việc và tài lộc, tuy nhiên sự thay đổi sẽ không diễn ra một cách suôn sẻ mà đòi hỏi sự kiên trì sáng suốt và sự quyết đoán từ cô bác. Dưới đây là phân luận giải chi tiết theo hai giai đoạn trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch. Trong những ngày này, người tuổi Nhâm Dần đón nhận một khoảng thời gian yên ả, không có nhiều biến động lớn trong công việc. Sự ổn định mang lại cảm giác an toàn, nhưng bạn không nên vì thế mà lơ là. Những dự án và kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, thời điểm này chưa phải lúc để bạn mạo hiểm hoặc thay đổi lớn. Hãy tiếp tục duy trì tiến độ, đảm bảo mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch đã đặt ra. Có thể xuất hiện một vài rắc rối nhỏ, đặc biệt từ phía đồng nghiệp hoặc đối tác. Đây là lúc bạn cần đến sự kiên nhẫn và khéo léo để giải quyết các tình huống một cách êm đẹp. Đối với những người đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo hoặc quản lý, việc duy trì tinh thần đồng đội là rất quan trọng. Một lời nói hoặc hành động không phù hợp cũng có thể dẫn đến hiểu lầm, làm căng thẳng mối quan hệ nơi công sở. Vì vậy, hãy thận trọng trong từng quyết định, giữ vững sự hòa hợp giữa các thành viên trong đội ngũ. Về tài chính, mọi thứ khá ổn định, thu nhập chính vẫn đều đặn và không có dấu hiệu giảm sút. Dù không có sự đột phá lớn, bạn cũng không phải lo ngại về những khoản chi tiêu bất ngờ. Tuy nhiên, cần chú ý đến những khoản chi nhỏ, bởi chúng có thể cộng dồn thành một con số đáng kể nếu bạn không kiểm soát chặt chẽ. Nếu có ý định đầu tư, hãy tạm hoãn lại vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Nhờ vào sự bình tĩnh và kiên nhẫn,
bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh, giúp mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, vận may tài chính chưa thực sự bùng nổ, vì vậy hãy giữ vững tinh thần tiết kiệm và cẩn thận để bảo vệ nguồn tài sản của mình. Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch, giai đoạn này, người tuổi Nhâm Dần sẽ đối mặt với nhiều thử thách trong công việc. Cục diện tương xung mang lại không ít trở ngại, khiến bạn dễ vướng vào các mâu thuẫn hoặc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, đối tác. Những bất ổn này có thể làm gián đoạn tiến độ công việc, nhưng nếu giữ được sự bình tĩnh và biết lắng nghe, bạn hoàn toàn có khả năng vượt qua. Đặc biệt, hãy nhớ rằng mâu thuẫn nhỏ sẽ không ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp nếu bạn biết cách xử lý khéo léo. Đây là thời điểm để bạn chứng tỏ khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng hòa giải. Nếu đang làm việc trong môi trường đòi hỏi sự hợp tác cao, hãy chủ động tìm kiếm sự đồng thuận thay vì đối đầu. Sự khôn khéo và mềm mỏng sẽ giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và đảm bảo sự hài hòa trong công việc. Tuy nhiên, tình hình tài chính trong những ngày này có phần ảm đạm. Những chi phí phát sinh bất ngờ, đặc biệt từ công việc hoặc các mối quan hệ xã giao, có thể khiến bạn cảm thấy áp lực. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để đưa ra các quyết định tài chính lớn, chẳng hạn như đầu tư vào một dự án mới hoặc mua sắm đồ giá trị cao. Một chút bất cẩn cũng có thể khiến bạn phải trả giá trong tương lai, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi rút hầu bao. Dù vậy, không phải mọi thứ đều tiêu cực. Nếu giữ vững thái độ lạc quan và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn bất ngờ. Nhưng hãy luôn cẩn trọng trong các giao dịch tài chính, đặc biệt khi làm việc với những đối tác chưa quen biết. Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn. Những ngày may mắn nhất của tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 11 âm lịch 2024. Tháng 11 âm lịch năm 2024 là khoảng thời gian tỏa sáng rực rỡ dành cho tuổi Nhâm Dần 1962. Với sự xuất hiện của các sao tốt chiếu mệnh, đây sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn khai phá tiềm năng, vượt qua thử thách và chạm tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Dưới đây là chi tiết từng ngày may mắn mang đến những cơ hội đặc biệt dành riêng cho bạn. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024. Ngày này được sao tốt chiếu mệnh mở ra một bầu không khí đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Tuổi Nhâm Dần không chỉ tận dụng được bản lĩnh vốn có mà còn phát huy cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, giúp bạn nắm bắt những cơ hội quý giá. Hãy tin rằng đây là thời điểm để bạn chứng minh khả năng vượt trội. Những thử thách tưởng chừng khó khăn lại chính là động lực giúp bạn vươn xa hơn. Vận trình tài chính trong ngày cũng hứa hẹn có nhiều bước tiến đáng kể. Nhờ sự khôn ngoan và khả năng khai thác tối đa nguồn lực, bạn sẽ xây dựng được vị thế vững chắc trong xã hội. Không chỉ thành công về mặt cá nhân, bạn còn lan tỏa sự tích cực tới mọi người xung quanh. Nhờ tư duy sắc bén và sự điềm đạm, bạn thu hút được những cộng sự tiềm năng, tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả. Đây chính là cơ hội để bạn mở rộng sự nghiệp và tạo dựng những giá trị lâu dài. Ngày 9 tháng 11 âm lịch 2024. Mưa tài lộc chính là cụm từ dành riêng cho ngày này. Vận may tài chính của tuổi Nhâm Dần lên cao, mang đến những lợi ích bất ngờ trong đầu tư và quản lý tài sản. Sự nghiệp của bạn cũng có những bước khởi sắc, mở ra những cánh cửa mới để bạn tiến gần hơn tới mục tiêu. Không chỉ tiền bạc, đời sống tình cảm cũng nhận được nhiều may mắn. Sự chăm chỉ và tinh thần không ngừng nỗ lực là nền tảng giúp bạn đạt được thành công vượt bậc. Ngày này, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng niềm vui từ việc hiện thực hóa các kế hoạch lớn, đồng thời tận hưởng sự thuận lợi trên mọi phương diện. Hãy nắm bắt vận may này để thăng tiến trong sự nghiệp, đồng thời đảm bảo tài chính của bạn ngày càng ổn định và phát triển bền vững. Ngày 14 tháng 11 âm lịch 2024. Đây là ngày đánh dấu sự thay đổi tích cực trong tài vận của tuổi Nhâm Dần. Với sự hỗ trợ của sao tốt, mọi việc dường như thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp có hy vọng thăng tiến rõ rệt, thậm chí còn có cơ hội tăng lương. Điểm đặc biệt trong ngày này chính là sự nổi bật về khả năng giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ. Bạn không chỉ đạt được thành công cá nhân mà còn khéo léo phát triển các mối quan hệ xã hội. Quý nhân bất ngờ xuất hiện, mang đến những thông tin quan trọng giúp bạn nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu. Sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và tư duy nhạy bén sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Đây là cơ hội vàng để bạn không chỉ củng cố sự nghiệp mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày 24 tháng 11 âm lịch 2024.
Ngày này được dự đoán sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và tài chính của bạn. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá khứ giờ đây bắt đầu đơm hoa kết trái. Tài vận của bạn ngày càng vững vàng, mở ra những cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Sự nghiệp của bạn không chỉ thăng tiến mà còn mang đến những lợi nhuận hậu hĩnh. Ngay cả những người làm công ăn lương cũng nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ cấp trên, có thể là cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Trong ngày này, bạn sẽ được tận hưởng những trái ngọt sau bao khó khăn và vất vả. Những kế hoạch ấp ủ lâu nay cũng dần trở thành hiện thực, mang lại những lợi ích lớn lao. Hãy duy trì tinh thần nhiệt huyết và sự chăm chỉ để tận dụng tối đa các cơ hội đến với mình. Tổng kết: tháng 11 âm lịch năm 2024 chính là thời điểm để tuổi Nhâm Dần bứt phá, tạo dựng thành công và khẳng định bản thân. Dù là trong công việc, tài chính hay các mối quan hệ xã hội, bạn đều có cơ hội để nâng tầm vị thế. Điều quan trọng là hãy giữ vững tinh thần nhiệt huyết, không ngừng học hỏi và tận dụng tối đa vận may trong từng ngày. Với những ngày may mắn đặc biệt này, chắc chắn bạn sẽ có một tháng tràn đầy niềm vui và thành công. Tiếp theo là luận giải về việc hợp tác làm ăn của người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, với các tuổi khác, dựa trên quan niệm phong thủy và tử vi. Hy vọng nội dung này sẽ giúp bạn cảm nhận sâu sắc hơn và tìm ra những tuổi hợp tác lý tưởng. Nhâm Dần hợp tác với Tý. Người tuổi Nhâm Dần và tuổi Tý khi kết hợp cần hiểu rõ vai trò của từng người trong mối quan hệ. Tuổi Nhâm Dần mạnh mẽ, ưa thích vị trí đứng đầu, trong khi tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo vát và luôn tâm huyết với công việc. Chính sự đối lập này lại tạo nên sự bổ trợ tuyệt vời nếu họ biết phân công hợp lý. Tuổi Tý sẽ là hậu phương vững chắc, sẵn sàng hỗ trợ Nhâm Dần với sự cẩn trọng và sáng tạo. Trong khi đó, Nhâm Dần là đầu tàu quyết đoán, dẫn dắt cả hai vượt qua thử thách. Tinh thần trách nhiệm của tuổi Tý và sự mạnh mẽ của tuổi Nhâm Dần sẽ giúp mối quan hệ này phát triển lâu dài. Nhâm Dần hợp tác với Sửu. Sự kết hợp giữa Nhâm Dần và Sửu là minh chứng cho câu nói khác biệt là sức mạnh. Tuổi Sửu cẩn thận, sâu sắc, luôn làm việc chăm chỉ và có kế hoạch. Trong khi đó, tuổi Nhâm Dần dám nghĩ dám làm, luôn mang đến những ý tưởng sáng tạo và táo bạo. Nếu cả hai biết tận dụng ưu điểm của nhau, tuổi Nhâm Dần sẽ học được cách kiên nhẫn, còn tuổi Sửu có thể phá vỡ sự rụt rè để đón nhận những cơ hội mới. Đây là một sự kết hợp đầy tiềm năng, nơi mà cả hai đều có thể phát triển sự nghiệp một cách vững vàng và ổn định. Nhâm Dần hợp tác với Dần. Khi hai người cùng tuổi Nhâm Dần hợp tác, nguồn năng lượng mạnh mẽ từ cả hai sẽ giúp họ đạt được những thành công lớn, nhưng cũng dễ xảy ra xung đột nếu không đi chung mục tiêu. Họ đều là những người có hoài bão, tham vọng và sự quyết đoán, vì vậy cần rõ ràng trong định hướng để tránh mâu thuẫn. Nếu họ biết cách hỗ trợ, chia sẻ trách nhiệm và tận dụng năng lượng dồi dào từ nhau, sự nghiệp chung của họ sẽ phát triển nhanh chóng, tạo nên một đế chế thịnh vượng. Nhâm Dần hợp tác với Mão. Tuổi Mão và Nhâm Dần có thể làm việc rất tốt với nhau, đặc biệt khi có sự tổ chức công việc hợp lý. Tuổi Mão nhẹ nhàng, tinh tế và luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, trong khi Nhâm Dần lại là người chịu trách nhiệm chính và thích dẫn đầu. Tuổi Mão sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự quyết đoán của Nhâm Dần, đồng thời cống hiến hết sức mình để công việc chung tiến triển thuận lợi. Đây là một sự hợp tác mà cả hai đều cảm thấy an tâm và hài lòng. Nhâm Dần hợp tác với Thìn. Tuổi Nhâm Dần và Thìn thường gặp khó khăn khi hợp tác vì cả hai đều muốn thể hiện quyền lực và khẳng định mình. Mỗi người đều có cách làm việc riêng và cho rằng phương pháp của mình là tốt nhất. Để vượt qua trở ngại, họ cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đối phương. Nếu biết cách điều chỉnh, đây có thể là một mối quan hệ đầy tiềm năng, bởi cả Nhâm Dần và Thìn đều sở hữu năng lực sáng tạo và sự quyết tâm cao. Nhâm Dần hợp tác với Tỵ. Người tuổi Tỵ, với khả năng giao tiếp tốt và sự may mắn trong chuyện kiếm tiền, là một đối tác tuyệt vời cho Nhâm Dần. Trong khi tuổi Tỵ đảm nhiệm việc xây dựng các mối quan hệ bên ngoài, thì Nhâm Dần sẽ tập trung vào việc triển khai các ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy công việc tiến lên. Tuy nhiên, để đạt được thành công lâu dài, cả hai cần hiểu và hỗ trợ nhau, tránh những bất đồng nhỏ lẻ có thể làm ảnh hưởng đến sự hợp tác. Nhâm Dần hợp tác với Ngọ. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Ngọ sẽ tạo nên một môi trường làm việc đầy năng lượng và sáng tạo. Tuổi Ngọ thích đổi mới, dễ dàng thích nghi và luôn mang đến những ý tưởng đột phá. Tuy nhiên, họ cũng dễ nhảy việc nếu cảm thấy không thoải mái.
Nhâm Dần cần đóng vai trò chỉ đạo và đảm bảo rằng Ngọ luôn cảm thấy hứng thú với công việc. Nếu duy trì được sự đồng điệu này, sự nghiệp của cả hai sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nhâm Dần hợp tác với Mùi. Sự sáng tạo của tuổi Mùi là tài sản quý giá khi làm việc cùng Nhâm Dần. Tuy nhiên, tuổi Mùi thường ngại mạo hiểm và cần thời gian để phân tích trước khi đưa ra quyết định. Trong khi đó, Nhâm Dần luôn dũng cảm và quyết đoán. Nếu Nhâm Dần biết cách khích lệ và tạo không gian cho Mùi phát huy tối đa khả năng của mình, đây sẽ là một sự hợp tác hài hòa, nơi mà cả hai đều cảm thấy thoải mái và đạt được thành công. Nhâm Dần hợp tác với Thân. Quan hệ hợp tác giữa Nhâm Dần và Thân thường không mấy suôn sẻ vì tính cách trái ngược. Nhâm Dần nghiêm khắc và yêu cầu cao, trong khi Thân lại thích tự do và không chịu bị ràng buộc. Nếu muốn làm việc cùng nhau, cả hai cần rất nhiều nỗ lực để tìm ra điểm chung, cũng như tôn trọng sở thích cá nhân của đối phương. Nhâm Dần hợp tác với Dậu. Tuổi Dậu luôn nỗ lực cải thiện công việc và sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho Nhâm Dần. Đây là một sự kết hợp hiệu quả, đặc biệt trong kinh doanh. Dậu sẽ mang lại sự ổn định, còn Nhâm Dần sẽ dẫn dắt công việc đi đúng hướng, tận dụng sự sáng tạo và tinh thần mạnh mẽ của mình để đạt được thành công. Nhâm Dần hợp tác với Tuất. Nhâm Dần và Tuất là cặp đôi hoàn hảo trong kinh doanh. Tuổi Tuất trung thành, đáng tin cậy và luôn góp những ý tưởng mới mẻ cho công việc. Trong khi đó, Nhâm Dần là người sáng tạo và táo bạo. Sự kết hợp giữa trí tuệ và lòng trung thành này sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh, dễ dàng vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công. Nhâm Dần hợp tác với Hợi. Người tuổi Hợi chăm chỉ và kiên nhẫn là mảnh ghép lý tưởng cho sự sáng tạo và mạnh mẽ của Nhâm Dần. Tuổi Hợi sẽ giúp tạo nền tảng vững chắc, từ đó Nhâm Dần có thể tự do phát triển các ý tưởng của mình. Nếu cả hai cùng đi chung một con đường, sự hợp tác này sẽ mang lại thành công lâu dài và đáng tự hào. Nhân sinh cảm ngộ, một chân lý cuộc đời. Quý khán giả thân mến, trong suốt chiều dài lịch sử, cổ nhân đã để lại cho chúng ta vô vàn bài học quý giá về cách sống, về con người và về những quy luật bất biến trong cuộc sống. Một trong những chân lý giản dị nhưng sâu sắc mà họ đã dạy là đời người có được, ắt có mất. Đây là một lời nhắc nhở quan trọng, giúp chúng ta nhìn nhận lại mọi thứ trong cuộc sống một cách đúng đắn và đầy đủ. Cuộc đời không bao giờ chỉ có những điều tốt đẹp, và cũng không phải lúc nào cũng là những mất mát, khó khăn. Chúng ta phải biết sống hòa hợp với những gì đến và đi, để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Được và mất, chuyện bình thường của cuộc đời. Mỗi người trong chúng ta đều có những ước mơ, khát khao và những mong muốn mà suốt cuộc đời có thể tìm kiếm. Nhưng một điều mà cổ nhân đã khuyên dạy là mọi sự trong đời đều thay đổi, không có gì là vĩnh viễn. Cuộc sống giống như dòng sông, luôn chảy trôi, có lúc lên, có lúc xuống. Chúng ta có thể đạt được điều mình mong muốn, nhưng cũng có lúc phải đối mặt với sự mất mát, tổn thương. Điều này không có gì là bất thường. Mất mát là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Khi ta có được những điều mình ao ước, hãy biết trân trọng và cảm ơn cuộc đời. Nhưng khi đối diện với sự mất mát, đừng để lòng mình chìm trong đau khổ hay tuyệt vọng. Hãy nhớ rằng, mất mát không phải là kết thúc của cuộc hành trình, mà có thể là sự khởi đầu của một chương mới. Chính trong những khoảnh khắc khó khăn, chúng ta học được bài học về sức mạnh nội tại, sự kiên trì và khả năng vươn lên từ những thất bại. So bì, con đường dẫn đến tổn thương. Trong xã hội hiện đại, việc so sánh bản thân với người khác đã trở thành điều quá phổ biến. Chúng ta thường nhìn thấy sự thành công, sự giàu có của người khác và tự hỏi tại sao mình không thể có được những điều đó. Sự ganh tị, đố kỵ từ những so bì này dễ dàng khiến chúng ta đánh mất niềm vui, tự tin và sự hạnh phúc vốn có. Cổ nhân đã khuyên rằng, việc so bì với người khác chỉ làm tổn hại bản thân, làm tâm hồn mệt mỏi, lo âu và không bao giờ mang lại hạnh phúc. Mỗi người có một con đường riêng, một số phận riêng biệt. Chúng ta không thể so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác, vì chẳng ai giống ai. Mỗi người đều có những thử thách và cơ hội riêng mà cuộc sống dành cho họ. Thành công của người khác không phải là thất bại của mình, và sự mất mát của người khác không phải là niềm vui của chúng ta. Khi ta biết sống cuộc sống của chính mình, chăm sóc tâm hồn và phát triển bản thân, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi ngày sống là một món quà quý giá. Đừng để những suy nghĩ so bì vô nghĩa làm tổn thương chính mình. Trân trọng những gì mình có. Cổ nhân đã từng nói, sống biết đủ là một trong những cách để có được hạnh phúc. Đúng vậy,
thay vì mãi lo lắng về những gì mình đã mất, hãy nhìn nhận và trân trọng những gì mình đang có. Cuộc sống này, dù có lúc khó khăn, nhưng cũng đầy ắp những điều tốt đẹp. Tình yêu thương từ gia đình, sự quan tâm từ bạn bè, sức khỏe tốt và những trải nghiệm quý báu mà chúng ta có được trong từng khoảnh khắc, đó chính là những món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng. Khi chúng ta biết đủ, không còn tiếc nuối những gì đã qua, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Đó là lúc mà chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đang sở hữu những điều tuyệt vời mà không phải ai cũng có. Đừng để lòng tham lam chiếm lấy tâm hồn, mà hãy học cách dừng lại và cảm nhận sự hạnh phúc từ những điều giản đơn, từ những thứ đang hiện hữu trong cuộc sống mỗi ngày. Lòng kiên nhẫn và sự chấp nhận, chìa khóa để vượt qua khó khăn. Cuộc sống không bao giờ thiếu thử thách. Những lúc gặp khó khăn, đừng vội buồn bã hay oán trách số phận. Hãy nhớ rằng mọi sự mất mát đều sẽ có sự bù đắp thích hợp, chỉ cần bạn có lòng kiên nhẫn. Cổ nhân dạy rằng, mọi nỗi khổ rồi sẽ qua, bão tố nào rồi cũng dừng. Khi đối mặt với sóng gió cuộc đời, đừng để bản thân chìm đắm trong tuyệt vọng. Thay vào đó, hãy giữ vững niềm tin và kiên nhẫn chờ đợi lúc biển lặng. Sự kiên nhẫn và khả năng chấp nhận chính là chìa khóa để vượt qua mọi nghịch cảnh. Khi chúng ta không còn sợ hãi trước những thử thách, khi chúng ta có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, thì chúng ta đã có thể làm chủ cuộc đời mình. Cuộc sống sẽ không mãi là thử thách, và sau mỗi cơn bão, luôn có những ngày trời trong xanh, luôn có những cơ hội mới mẻ đang đợi chờ. Cuộc sống là một bài học không ngừng học. Cổ nhân từng nói rằng, cuộc sống là một hành trình học hỏi không ngừng. Mỗi sự kiện trong cuộc đời, dù vui hay buồn, đều mang đến cho chúng ta những bài học quý giá. Thành công giúp ta hiểu rõ giá trị của nỗ lực, trong khi những thất bại lại dạy ta sự kiên trì và nghị lực. Đôi khi, những mất mát không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một chương mới trong cuộc sống, nơi ta có thể học hỏi, làm lại và bắt đầu từ đầu. Khi hiểu rằng mọi sự kiện trong cuộc sống đều mang đến một bài học, ta sẽ dễ dàng cảm nhận được lòng biết ơn thay vì cảm giác buồn bã. Những mất mát, những thất bại sẽ không còn là điều gì quá đau đớn, bởi chúng ta biết rằng đó chỉ là những bước đệm để ta trưởng thành hơn, để ta bước tiếp mạnh mẽ hơn. Kết luận, hãy biết trân quý cuộc đời. Đời người có được ắt có mất là một chân lý mà cổ nhân đã đúc kết từ hàng nghìn năm trước. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, nhưng chính trong sự không hoàn hảo ấy, chúng ta tìm thấy được giá trị đích thực của cuộc đời. Thay vì sống trong sự oán trách, so bì với người khác, hãy học cách chấp nhận và trân trọng những gì mình có. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội mới. Cuộc sống không phải là về việc có được tất cả, mà là biết trân trọng những gì mình có và học cách buông bỏ những điều đã qua. Chỉ khi ta biết sống hòa hợp với sự thay đổi, ta mới có thể tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thật sự. Hãy sống chậm lại, nhìn nhận và yêu thương những gì mình đang có, vì đó chính là những điều làm nên giá trị thật sự của cuộc đời. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một thời điểm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.